Top 10 khoang nội thất ô tô có thiết kế đẹp nhất năm 2019 đã được trang Google Auto công bố mới đây. Bản danh sách năm nay sẽ có sự tham gia của đầy đủ các nhãn hiệu từ hạng sang tới bình dân. Google Auto là một trong những tổ chức đánh giá xe uy tín trên thế giới. Với hạng mục khoang nội thất đẹp nhất, mọi mẫu xe từ rẻ tiền tới đắt tiền đều được đặt lên bàn cân và tiêu chí đánh giá của Google Auto cũng rất khắt khe và nghiêm ngặt. Trong bản danh sách 10 mẫu xe sở hữu khoang nội thất đẹp nhất năm 2019, ngoài những cái tên siêu sang và đắt tiền như Bentley Continental Toyota hay BMW M850i thì còn có sự xuất hiện của cả các mẫu xe bình dân như Hyundai Santa Fe hay Toyota RAV4, đó là minh chứng rõ nét cho việc không phải cứ là xe đắt tiền. Xe siêu sang thì mới được sở hữu một không gian nội thất tinh tươm và đẹp mắt. Hyundai Santa Fe 2019 đứng thứ tư trong bảng xếp hạng.